Xin chào các bạn, mình là Ngọc Hoa, là người trực tiếp quản lý trang siêu thị trực tuyến coroshop24h.com. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm tinh dầu thông đỏ của Hàn Quốc. Vâng, như các bạn biết đấy, cây thông đỏ ở Hàn Quốc được gọi là loại thần dược, bởi vì cây thông đỏ được trồng ở độ cao 1.300 đến 1.700m với khí hậu lạnh và phải tốn mất 2,7 cân lá cũng như vỏ thông đỏ trưng cất trong vòng 1 tháng mới có thể tạo ra một viên thông đỏ rất là quý giá cho chúng ta. Ngoài ra thì trong cái thành phần của lá và cây thông đỏ cũng có một số hoạt chất vô cùng quý giá, nó có thể ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Đây chính là sản phẩm tinh dầu thông đỏ của Hàn Quốc. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây gồm có vỏ cây và lá cây, nó tạo ra một viên thông đỏ đây ạ. Và tác dụng của tinh dầu thông đỏ này thì vô cùng hữu ích các bạn nhé. Nó có rất nhiều tác dụng chính, như là nó cân bằng huyết áp, ổn định tim mạch, giảm cholesterol và lượng đường trong máu, nó thải độc gan, bảo vệ chức năng gan và làm mát gan. Ngoài ra thì nó cũng cải thiện chu kỳ sinh lý của cả phụ nữ lẫn đàn ông. Nó ngăn ngừa quá trình lão hóa da nên là làm tuổi thanh xuân của chị em chúng ta kéo dài hơn. Hơn nữa là nó giảm các triệu chứng về đau dây thần kinh tọa hay là đau đầu. Khi mà các bạn phải làm việc trong một môi trường có áp lực cao hay là phải lao động trí óc trong một thời gian dài với cường độ rất là cao thì sẽ làm cho dây thần kinh của chúng ta bị căng thẳng mệt mỏi, đúng không ạ? Thế vì khi chúng ta sử dụng sản phẩm này thì nó sẽ làm cho chúng ta thư giãn hơn, tạo cảm giác an tâm. Và đặc biệt là khi các bạn sử dụng tinh dầu thông đỏ của Quang Đông của Hàn Quốc thì các cái chứng bệnh nó sẽ làm suy giảm các chứng bệnh về thần kinh và làm giảm thiểu cái việc mà bị mất trí nhớ của chúng ta. Tức là khi chúng ta càng lớn tuổi thì trí nhớ của chúng ta càng suy giảm, thì khi bạn sử dụng cái sản phẩm tinh dầu thông đỏ này nó sẽ hạn chế tối đa được cái việc suy giảm trí nhớ đấy cho chúng ta. Ngoài ra thì cái sản phẩm tinh dầu thông đỏ này thì như lúc nãy Ngọc Hoa cũng giới thiệu với các bạn là nó có một số hoạt chất vô cùng quý giá có thể ngăn ngừa và hỗ trợ bệnh ung thư đấy ạ. Thì tác dụng của nó cũng như vậy thôi ạ. Nó ngăn ngừa, nó hỗ trợ và ngăn ngừa cái sự tăng trưởng của các tế bào ung thư lạ đấy ạ. Nếu như mà chúng ta mà phát hiện sớm, chúng ta uống tinh dầu thông đỏ thì cái bệnh ung thư của chúng ta có thể hạn chế tối đa và gần như là có thể chữa khỏi hoàn toàn khi mà chúng ta phát hiện ra cái bệnh ung thư của chúng ta sớm. Đấy là toàn bộ những cái công dụng rất là tuyệt vời của sản phẩm tinh dầu thông đỏ Quang Đông mà Ngọc Hoa vừa giới thiệu cho các bạn nghe. Sau đây thì Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng làm sao để phát huy được tối đa cái công dụng mà Ngọc Hoa vừa giới thiệu cho các bạn khi mà các bạn sử dụng sản phẩm này. Vâng, thưa các bạn, đây chính là sản phẩm tinh dầu thông đỏ. Các bạn có thể nhìn thấy đây chính là cây thông, cái này của hãng Quang Đông ạ. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đây là trong hộp này gồm có 5 hộp nhỏ và mỗi một hộp thì nó có 24 viên. Tổng hộp này sẽ là 120 viên các bạn nhé. Và ở trên mặt trên và mặt dưới của hộp đều được dán tem niêm phong. Vâng, các bạn có thể kiểm tra hạn sử dụng cũng như là nguồn gốc theo cái mã nguồn gốc của sản phẩm theo mã code ở hộp đây ạ. Bây giờ tôi sẽ mở hộp này ra. Chúng ta sẽ bóc đầu trên này. Và bóc đầu dưới nữa. Bên trong đây chính là tờ giấy của hãng Quang Đông. Đây, bên các bạn có thể thấy bên trong là gồm 5 hộp nhỏ như thế này ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn, tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cách sử dụng sản phẩm. Các bạn sẽ bóc sản phẩm ra này. Đây, nó gồm các cái viên nang nhỏ này ạ. Chúng ta sẽ dùng 2 viên cho một ngày, uống trước hoặc sau bữa ăn 30 phút. Sau khi các bạn uống viên tinh dầu thông đỏ này thì các bạn nhớ uống thật nhiều nước để quá trình đào thải của cơ thể diễn ra được tốt nhất. Có một đặc điểm chú ý đấy là phụ nữ đang mang thai hay là đang cho con bú và trẻ em dưới 10 tuổi thì không được uống. Các bạn nhớ sau khi dùng vẫn còn thì các bạn đóng nắp vào, bảo quản sản phẩm ở nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp và nhớ để xa tầm tay của trẻ em ạ.
Vâng, vậy là vừa xong Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu với các bạn toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng để làm sao mà sản phẩm tinh dầu thông đỏ này có thể phát huy tối đa cái sức mạnh của mình. Các bạn nếu như các bạn cần tư vấn hay là cần biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm tinh dầu thông đỏ của hãng Quang Đông Hàn Quốc thì các bạn có thể vào phần chat online của trang siêu thị trực tuyến corashop24h.com hoặc là liên hệ ngay với hotline theo số 0904886428. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn một cách cẩn thận và kỹ càng nhất để làm sao có thể bảo vệ và cải thiện sức khỏe của bạn cũng như chính gia đình các bạn. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.